Chào các bạn, trở lại với một số cái phụ kiện và linh kiện của Samsung S8. Thì hôm nay Shop sẽ giới thiệu với các bạn, đây là cục pin Samsung Galaxy S8 ha. Và đây là cái mã pin, các bạn có thể nhìn thấy nơi sản xuất, dung lượng pin 3000 và một số cái thông tin khác trên đây. Ngày sản xuất, năm sản xuất thì ghi được trên các bạn. Và mặt sau thì có ghi một số cái thông tin, các bạn có thể thấy. Đây là toàn bộ chi tiết, pin là pin zin new các bạn ha. Đây các bạn có thể lột được cái này là guarantee để tránh cái tình trạng mà nhăn nhăn giống như cái mặt sau các bạn có thấy. Thì nhăn nhăn như thế này, cái mặt trước thì không bị. Các bạn có thể thấy chi tiết, cầm lên, chi tiết nó đây, rất là mới, pin mới chưa sử dụng các bạn. Clip này thì shop sẽ quay chi tiết về cái sản phẩm. Ở clip sau thì shop sẽ có máy thì shop sẽ quay cái cách thay cho các bạn. Các bạn có thể đăng ký kênh để các bạn theo dõi nhiều cái phụ kiện và linh kiện khác của shop ha. Giới thiệu với các bạn, đây là pin Samsung Galaxy S8. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.